Rồi gặp to đi qua chào nhau cái thôi. Chị ui ơi. Ui ơi. Ui ơi ơi. Điều khiển khó. To quá điều khiển hơi khó anh em ạ. Giờ nó to quá điều khiển khó vãi cả nhái ạ. Mình đang bị siêu bé rồi. Ôi con kia lại khóa mình rồi. Cày đấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Kìa. Khóa mình kìa. Xin chào tất cả các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Mình nha, mình là LMT Gaming đây anh em ơi. Ở đây lạnh quá, chào chiếc là lướt cả lưỡi mà anh em ạ. Rồi, ok. Thì như các bạn biết được rằng là cái lần trước của mình ấy đây. Đây là cái con to, con Hàn Quốc anh em ạ. Anh em biết được rằng là lần trước của mình ấy thì mình cũng đã chinh phục và mình chinh phục lên được một cái top, đó chính là top 110 mấy. Cái top hẳn 110 mấy anh em ạ. Vâng, và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục quay trở về các bạn nhé. Đây, hôm nay thì mình đã biết tua nhanh đâu rồi anh em ạ. Nhưng mà hiện tại thì mình đang chơi trên giản lập, chính bởi vậy mà cái tua nhanh nó cũng khá là khó. Con Hàn Quốc này các bạn này. Con này cờ Hàn Quốc, không biết là người ta lấy cái skin kiểu cờ Hàn Quốc này kiểu gì anh nhỉ. Rồi, ok, bám theo cái con Hàn Quốc này các bạn nhá. Con này mà vỡ ra là sớm muộn gì là mình cũng to đấy, cũng phải top. Ôi, lòng nhằng đã lên top 139 thế này rồi. Mình đã ăn được con nào đâu mà top 139 là buồn cười thế nhỉ. Con này mà vỡ ra sau đó thì x10 nữa thì thôi rồi nhỉ anh em nhỉ. Chưa thấy top 1 đâu nhỉ các bạn nhỉ. Chưa thấy mấy cái con. Không thấy mấy cái con to to đâu nhỉ. Map này nghèo thế, chẳng thấy mấy con to to, không biết nó lúp hết ở đâu. Mấy con to to không biết lụm hàng hết ở đâu anh em ạ. Mình đi vào giữa bản đồ rồi đây để tìm mấy con to to nhưng mà chưa thấy đâu cả. Ui thôi giỏi ơi, suýt nữa đi bay màu kìa. Mày quá headshot, mấy con này chạy tịt ghê được. Ghê. Phát đấy mình tưởng mình bay màu rồi anh em ạ. Suýt nữa đi bay màu đấy, không đơn giản mà tí ti nào đâu. Đây các bạn này. Giấu cái đầu vào đây đã. Giấu cái đầu cái đuôi vào anh em nhá. Ok. Tốt nhất là cứ giấu cái đầu đi anh em ạ. Con này to thế nhỉ. Con này to thế anh em ạ. Ui ôi, con này mà vỡ ra thì thôi ơi, cuộc đời ơi luôn. Thôi rồi luôn nhỉ. Ui ôi, nó to thế. Đây này, cứ phải đi cùng với đàn cá chúa này mới sướng này anh em này. Rồi, cứ đứng đằng sau ít nó thôi anh em ạ. Ui con dưới này cũng to anh em. Ui ôi, mấy con này to đấy. Sướng quá. Sướng quá cái giày anh em ạ. Tránh mấy con to to này tí đã. Con này. Ui đây. Ui đây, không có cái con đích nào cả. Ui ôi. Đây nữa này. Ui ôi. Ngon. Thôi, con vàng này đơ mất rồi. Rồi. Cũng gọi là cá sấu chúa lên tí ti rồi đấy nhỉ. Rồi, 119 rồi các bạn ơi. Mỗi tội không hit được hết thôi, nhưng mà như vậy là cũng đủ rồi các bạn. Mỗi tội là phát đấy hơi đen, không có một cái x nào cả. Chứ cái x nào thì ngon quá rồi. Đâu, có con nào vỡ ra nữa là. Mình cũng to gọi là ra trò rồi đấy nhá. Ok chứ. Ui.
Cẩn thận ra đằng này, cẩn thận anh em nhé. Cẩn thận nhé, cẩn thận nhé. Thôi 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 thôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào anh em ạ. Nó to thì thôi cho nó ăn đi đó. Nó to thì thôi cho nó ăn đi anh em ạ. Mình thôi không tham nữa anh em ơi. 117, như vậy là mình vẫn đang đứng ở vị trí 117. Ui ôi kia 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 kia. Nó to lắm anh em ạ. Rồi 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 rồi. Vẫn đứng ở vị trí 117 thôi á. Ăn nhiều như vậy mà vẫn đứng ở một vị trí 117 anh em ạ. Hê bê đen chứ. Cố lên nào. Come on. X2 này các bạn này. Bây giờ mà có x10 x5 nha. Sau đó thì đơm một phát thì thôi rồi. Đây phải săn săn con này anh em này. Săn con này này. Con này mà vỡ ra thì cũng phải là được của nó đấy nhỉ. Rồi anh em to đi qua chào nhau cái thôi. Chị ui ơi. Ui ơi. Ui ơi ơi. Ui ơi ơi, anh em ơi, anh em ơi. Ui ơi ơi, ui ơi. To quá, to quá điều khiển khó. To quá điều khiển hơi khó anh em ạ. Giờ nó to quá điều khiển khó vãi cả nhái nhá. Ui ơi ơi, lúc đấy đang x2 anh em nhá. À, bây giờ là thuộc em thuộc rắn chúa chưa các anh ơi. Em ui ơi, em thuộc rắn chúa các anh ơi. Sướng vãi cả nhái em ơi. Rồi 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 rồi. Mình đã bị kim khâu đá lửa. Rồi. Thề với anh em là lần đầu tiên mình lên đến 161 đấy các em ạ. Tướng phải nói là kinh cơ nhưng mà khủng luôn các bạn nhá. Rồi. Phê chưa kìa. To lắm anh em ạ. Con của mình giờ to lắm rồi. Bây giờ mình cứ giấu đầu mình quặn chịu khó, quặn quặn một tí anh em ạ. Mình giờ là thành con chăn rồi. Mình giờ là thành con chăn rồi anh em ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Tìm cái đường đi ra cái là hơi vướng đuôi của con này nhỉ. Con mèo với con giun này vướng đuôi ghê nhỉ. Mình đang bị siêu bé rồi. Ôi con kia lại khóa mình rồi. Cày đấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Ôi kia 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 khóa bị kia anh em ơi. Phê thôi. Wow, phát nữa thì đâm vào con đỏ đỏ này rồi anh em ơi. Ui ơi ơi, chơi game ăn nhiều như thế mà là mà nó mới chỉ có lên được một cái cấp độ anh em ạ. Cày đấy. Top 60 anh em nhá, top 60 anh em nhá. Mình vào đây tí nữa mình có lắt được ra không nhỉ? Ơ kìa. Đây. À! Mình vào đấy mình chuột này điều khiển khó quá anh em ạ. Ê, trời ơi, tiếc quá các bạn ơi. 60 các bạn nhá. Cao nhất rồi đấy, top 60 cũng gọi là thuộc khủng bố lắm rồi nhỉ. Ok, tiếp tục anh em nhá, tiếp tục. Đây là một cái trò mình thấy ra là hấp dẫn đấy anh em ơi. Rồi, càng về sau lại càng hấp dẫn các bạn ơi. Mình phát kia mình chui hơi sâu vào trong, sorry anh em. Ui đây. Ui kìa. Cơ bản chuột anh em ạ. Chuột điều khiển khó quá. Hôm nào đầu tư con iPad. Nếu mà sau này mình cảm giác nghiện trò này, mình sẽ đầu tư con iPad anh em ạ. Hay này. Hay này. Tuyệt vời này. Lag kìa. Không điều khiển được luôn kìa. Rồi. Ngon anh em nhé. Mỗi tội không có cái nhân nào thôi. Có cái nhân nào thì tuyệt vời quá. Không có cái x nào nhỉ. Có cái x nào cũng không nào. Đây à. Không phải có cái AE. Cái AE này là cái gì mình chưa hiểu. Cái AE này là cái gì anh em ạ. Hiện tại đang ở vị trí 131 anh em ơi. 28 thôi. Ok đẹp rồi. Ôi lại lên 132. Con nào vừa. Ôi lại lên 134. Chứng tỏ một con
con to vừa bị vỡ, hai con to vừa bị vỡ nhá. Mấy con bé bé sợ lắm. Đây rồi, con to to đây rồi, con đỏ đỏ đây rồi. Đỏ đỏ mày vỡ hộ anh phát. Đỏ đỏ này có khi là của ông Rotaka đấy anh em ạ. Đi vẫn còn lẻm thế kia thì nói chuyện cái gì nữa ơi, lên 116 rồi anh em ơi, x2 kìa. Phát đấy mình hơi cuống các bạn, chứ phát đấy mà là êm ấy thì là quay nó vào anh em công nhận đâu, sau đó thì ăn sau. Mình lúc kia mà top 60 mấy mà vỡ ấy, anh em ở đấy hít hà cũng sướng đúng không? Hít hà phát to luôn, con nào bé bé mà con nào thề với anh em là con nào bé bé mà những cái con top to này vỡ phát hít hà phát à. Đứng top luôn. Trăm rồi, hiện tại đang đứng ở một vị trí 100 rồi anh em ơi. Nó cứ phải lên top cỡ tầm khoảng 6 mấy cơ. 5 60 gì đấy, nhìn con rắn nó mới to nó mới phê được anh em ạ. Ông đen đen này này, ông đen đen này mà vỡ là anh em này. Ông đen đen này mà vỡ này. Chí phèo chí phiếc này mà vỡ này thì nó gọi là ối giời ôi luôn rồi. Nó gọi là perfect perfect luôn này, phẹt phẹt luôn này anh em này. Mình tầm hoạt động rộng tí các bạn, mình đang dùng chuột anh em ạ. Cái kia sẽ đâm vào mình một cách khó hiểu hết nhỉ. Mấy con kia cứ tự sát thế nhỉ, không ăn thì lại có lỗi. Đỏ đỏ mày vỡ hộ anh phát, đỏ đỏ ơi. Đỏ đỏ ơi mày vỡ hộ anh phát nào. Ôi anh to to, ôi anh to to anh định làm gì đấy? Ôi anh to to anh định làm gì đấy? Anh to to là anh định perfect mình đấy, nhưng mà còn lâu. Lâu đi, còn lâu đi. Ở đấy mà. Ở đây, đây 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 đây. Đây, lên đây, đây lên đây mà ngoắt này, lên đây mà ngoắt này. Tự ái thì đi ra hướng bên này bé bé anh em ơi, tránh xa mấy tác nhân nguy hiểm này anh em nhé. Rồi đây rồi, cái đuôi của mình đây rồi, cái đuôi của mình đây rồi anh em ơi. Giờ đóng vào đuôi của thằng Lào giờ đóng vào đuôi của thằng Lào thì đúng là ua kìa kìa kìa. Ui trời ơi, tiếc quá, tiếc quá anh em ơi. Thì hôm nay video của mình kết thúc tại đây, hẹn cả nhà vào những video lần sau nha. Chúc cả anh em một buổi tối, chúc cả các bạn có một ngày thật sự vui vẻ đầm ấm bên gia đình và người thân cả nhà nha. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.